Hương xin chào tất cả các bạn đã đến với chuỗi các video dạy thời trang miễn phí chuyên nghiệp của Vũ Trần Đức Hải Master. Thưa các bạn, rất là vui vì trong thời gian qua tôi đã liên tục chia sẻ những cái video dạy về thời trang miễn phí nhưng mà vô cùng hữu ích và chuyên nghiệp tới các bạn. Trong thời gian qua thì đặc biệt là tôi đã dạy rất nhiều các cái kỹ thuật liên quan đến về thiết kế các mẫu dọc, thiết kế rất nhiều những cái sản phẩm và tôi đã nhận được rất nhiều những cái đánh giá tích cực từ những người xem. Và tôi mong muốn các bạn tiếp tục cho tôi những cái đánh giá, cho tôi những cái lời động viên, nhấn like và nhấn chia sẻ giúp tôi những cái video này để nhiều người có thể xem được video tuyệt vời này để họ có thể giúp ích cho họ trong công việc, trong cái đam mê về thời trang. Và ngày hôm nay tôi xin thông báo tới các bạn một tin rất là vui là từ ngày hôm nay thì tôi bắt đầu sẽ làm những cái video chia sẻ thêm về cái kỹ thuật may. Ngoài cái kỹ thuật về thiết kế mũ dập thì ngày hôm nay tôi bắt đầu sẽ chia sẻ các bạn các cái kỹ thuật may. Và thưa các bạn, kỹ thuật may là một trong những kỹ thuật, những cái thứ mà vô cùng quan trọng. Bởi vì khi chúng ta thiết kế được những cái bộ dập đẹp rồi thì sẽ cần cái việc chúng ta sản xuất, chúng ta thực hiện để tạo ra cái sản phẩm thời trang nó đẹp. Thì thông qua cái việc may thì chúng ta mới tạo ra được những cái sản phẩm nó đẹp. Và đặc biệt trong các cái chuỗi các series dạy về kỹ thuật may thì tôi sẽ mong muốn dạy cho các bạn những cái kỹ thuật mà nó đơn giản nhất, nó dễ nhất, với ngay cả những cái người mới bắt đầu chưa biết gì về kỹ thuật may thì các bạn đều có thể học được những cái kỹ thuật này của tôi nhá. Ở đây nó sẽ bao gồm những kỹ thuật chuyên nghiệp, bao gồm những cái gọi là cái mẹo, bao gồm cái gọi là cái bí quyết đấy. Thì tất cả những cái này tôi sẽ cố gắng liên tục làm những cái chuỗi các video về may, đồng hành với chuỗi các video làm về thiết kế để tặng tới các bạn. Vâng, các bạn thấy điều đó tuyệt vời không ạ? Nếu mà tuyệt vời các bạn hãy comment là tuyệt vời ạ. Tôi rất thích các cái kiến thức, các bài giảng của thầy Hải trao cho ạ, để tôi có động lực tôi làm nhiều video tặng cho anh chị. Vâng, và ngay bây giờ thì tôi không để mất thời gian nữa, tôi xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ bước vào cái bài kỹ thuật may đầu tiên trong chuỗi series của chúng ta về kỹ thuật may. Đó là các cái bí quyết để các bạn sẽ may được những cái đường vuông nhá, góc vuông làm sao cho nó đẹp và nhanh nhất. Và đây chúng ta sẽ có đây là một cái bí quyết này, làm sao để quay lộn được cái góc vuông đơn giản như này thôi nhá. Nhưng mà làm sao thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn, rồi là làm sao mà may được một cái viền vuông như thế này, đó, viền vuông như thế này, đó, rồi làm sao may được, đây, may được cái này, đó, đây là một cái viền và gọi là, đấy, một cái miếng ở phía dưới gập vào và sau đấy bổ vuông như thế này, rồi đây tiếp là, đây là hai lớp vải đúng không, hai lớp vải và lớp dưới sẽ bọc lớp trên bằng cái nẹp vuông này, các bạn thấy đẹp không ạ? Đấy, thì tôi sẽ dạy các bạn nhé, trong video này sẽ dạy cho các bạn 5 cái bí quyết nha. Đây lại một kiểu nữa này, đây là một lớp vải, cái này là để chuyên may những cái ví dụ cái khăn hoặc là khăn trải bàn ấy, người ta sẽ may kiểu này. Vâng, ngay sau đây xin mời tất cả các bạn bước vào bài giảng tuyệt vời này.
Cảm ơn và chúc mừng các bạn đã xem hết video cùng Vũ Trần Đức Hải. Để không bỏ lỡ những video tuyệt vời tiếp theo, hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, nút subscribe hoặc nhấn vào xem các video tiếp theo nằm bên trái hoặc bên phải của màn hình. Vũ Trần Đức Hải xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.